Theo khoản 3, điều 17, Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ. Do đó, bất luận Đoàn Thị Hương là một người ra sao, cô vẫn phải được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ. Đặc biệt, trong tình huống cô đang phải đối diện với cáo buộc giết người và không có người thân bên cạnh, hoảng loạn tinh thần. Tuy nhiên, từ khi Hương bị bắt giữ tại Kuala Lumpur, phía chính quyền Việt Nam bị một bộ phận công chúng chỉ trích về phản ứng chậm trễ và không có hành động cương quyết như phía chính quyền Indonesia, quốc gia cũng có công dân bị tình nghi trong vụ giết ông Kim Jong Nam. Giải thích cho sự chậm trễ này, luật sư Nguyễn Hà Luân từ Hà Nội cho rằng các nhà ngoại giao của Việt Nam ở tại Malaysia là chưa đánh giá và chưa hiểu biết được về cái mức độ là nhanh gọn của cái hệ thống luật pháp tại nước sở tại. Cái sự phản ứng chậm trễ của họ là nó xuất phát từ cái căn nguyên là cái thói quen làm việc của cái hệ thống mà hành pháp tư pháp ở tại đất nước của chúng ta thôi. Bên cạnh đó, nhiều người đưa ra những luận cứ cáo buộc chính quyền chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ công dân ở ngay nước láng giềng như Lào hoặc Thái Lan trong nhiều trường hợp công dân Việt Nam bị giam giữ. Nguyễn Trường Sơn, một nhà hoạt động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan, chia sẻ câu chuyện của những ngư dân Việt Nam vi phạm luật đánh bắt cá trái phép bị giam giữ tại Thái Lan. Rất là nhiều người ngư dân Việt Nam đã bị giam giữ tại miền Nam Thái Lan đã 6 hoặc 7 tháng, tuy nhiên mới chỉ được tiếp xúc với cấp Đại sứ quán Việt Nam có một lần. Và những gì mà họ cho tôi biết thì những cái lần tiếp xúc như vậy thì nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam cũng chỉ hỏi han họ cũng như giải đáp những cái thông tin hết sức là cơ bản và không hề có bất cứ một cái động thái cụ thể nào để bảo hộ công dân nước mình cũng như là tìm kiếm những cái sự giải thoát cho họ. Cái nguồn hy vọng duy nhất của họ đó là người thân ở nơi quê nhà. Những cái người công chức của nơi mà những cái ngư dân Việt Nam đang bị giam giữ cũng có nói với tôi rằng đó là họ rất sẵn lòng thả những cái ngư dân này về Việt Nam, tuy nhiên thì phía Đại sứ quán Việt Nam không chịu bảo lãnh cho những người này, tức là chi trả cho cái chi phí để hồi hương những ngư dân Việt Nam này, cho nên tất cả họ đều phải mắc kẹt. Theo truyền thông Việt Nam, ngày 2 tháng 3, 2017, một ngày sau phiên tòa đầu tiên xử Đoàn Thị Hương, tại Malaysia, đại diện của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới có cuộc tiếp xúc với thân nhân nghi phạm nhằm giải thích tiến trình tố tụng của vụ án và hướng dẫn gia đình về việc hỗ trợ pháp lý cho cô Đoàn Thị Hương theo đúng quy định của pháp luật Malaysia và thông lệ quốc tế. Cùng ngày 2 tháng 3, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, các luật sư Việt Nam đã chủ động đề xuất với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao về việc cử luật sư hỗ trợ pháp lý cho cô Đoàn Thị Hương tại Malaysia. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, chưa có thêm thông tin chi tiết nào về việc này. Cùng thời điểm trên, đã có nhiều lời kêu gọi từ cộng đồng giúp đỡ tài chính cho gia đình Đoàn Thị Hương bởi cha cô là thương binh và gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhóm kêu gọi bao gồm Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên Đại học Ngoại Thương, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh và luật sư Trần Vũ Hải cùng một số luật sư, doanh nhân và trí thức khác. Bà Nguyễn Hoàng Ánh cho biết động lực thúc đẩy bà lên tiếng kêu gọi giúp đỡ cho Đoàn Thị Hương xuất phát từ một cái chuyện đơn giản, một người phụ nữ thương một người phụ nữ và thương đồng bào của mình thì chúng tôi đứng ra kêu gọi thôi. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, luật sư Trần Vũ Hải và một số thành viên trong nhóm đã tiếp xúc với ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Đoàn Thị Hương. Tại cuộc gặp, ông Thạnh cảm ơn cộng đồng đã quan tâm đến số phận của con gái ông và xin tiếp nhận sự hỗ trợ cho gia đình trong lúc gia đình còn nhiều khó khăn. Được biết, gia đình Hương đã nhận số tiền hỗ trợ đi lại ban đầu là 2 triệu đồng. Bà Hoàng Ánh chia sẻ. Bọn tôi được khoảng chừng hơn 10.000 đô la Mỹ rồi, hơn 220 triệu tiền Việt. Nhưng mà chúng tôi phấn đấu là phải đủ tiền, thứ nhất là cho gia đình đưa đi sang. Thì số tiền cho gia đình đi sang chắc không đắt lắm. Nhưng mà cái số tiền thuê luật sư thì có thể nó lên từ 15 cho đến 25.000 đô la Mỹ. Thì cái số tiền hiện nay là chưa đủ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều với lời kêu gọi kể trên. Nặng nề nhất là những lời công kích, miệt thị nặng nề về Đoàn Thị Hương. Bà Hoàng Ánh nhận định rằng đây là do sự thiếu bao dung và cái nhìn vấn đề một chiều của người Việt. Tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu mình đã có niềm tin thì mình cứ làm thôi. Kính mong quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi tại đây để được cập nhật tất cả bản tin và video phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên mạng xã hội Facebook. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.